Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe các bạn ha. Rồi, đến hàng lại lên. Chúng ta lại gặp nhau trong những cái khung giờ quen thuộc. Trước mặt của các bạn là một cây tùng. Đây là cây vạn niên tùng, còn có tên gọi là cây tùng La Hán. Mới thoạt nhìn thì các bạn thấy nó cũng là bình thường như là mỗi cái tùng khác các bạn ha, không có gì đặc biệt. Nhưng mà đặc biệt với tôi thì các bạn thân mến, đây là cây này tôi cũng trồng rất là lâu rồi các bạn. Thật ra khi mà mình bút em này về thì em này nó có cái form dáng sẵn rồi, về mình chỉ việc tôi nuôi thôi. Tôi nuôi nay cũng được là 5 năm có rồi các bạn. Mà sau có năm nay như nó được mùa đó, hôm vừa rồi tôi cũng chia sẻ với các bạn là tôi tỉa nhánh cho cái cây đó các bạn. Tại vì cái cây mình nó càng ngày nó càng lớn rồi, tôi vừa tỉa nhánh, tôi vừa hạ tán xuống. Và hôm nay các bạn thấy không, trời nó bông quá trời bông nữa các bạn. Mới thật nhìn thì các bạn tưởng là lá không không? Tôi cận cảnh cho các bạn xem nè, bông nè. Nè, bông nè, cho các bạn xem, đang cận cảnh cho các bạn xem bông đó đây. Chú trời ơi, quá trời quá đất luôn nè các bạn thấy không? Bông của nó, cây này là cây tùng đực các bạn. Cây tùng bông chứ, cái tùng bông gọi tùng đực cũng được, tôi quen miệng rồi. Các bạn thấy không, cái bông của nó thì nó giống như con sâu rốm nè. Nó rất là nhiều, để tôi đến gần để tôi cho các bạn xem luôn. Tôi đưa cái bàn tay của tôi vô để các bạn thấy được cái bông của nó dài ngắn như thế nào. Các bạn thấy không, đây là các bạn, đây là những cái bông đó đây. Cái tùng bông á, thì nó không có trái, cái dòng này thì nó chỉ có bông vậy thôi. Khi mà bắt đầu nó nở, nó bung hết ra ha. Nó bung ra những cái điểm xuyến, những cái bông ra, nó nở ra. Sau bắt đầu nó khô lại, nó khô trên cây luôn, nó co vấp lại. Và đồng thời khi mà nó cây mà nó cái bông nó rụng rồi á, thì nó sẽ để lại mấy cái sẹo như thế này. Là các bạn thấy không, nó rụng là nó để là những cái sẹo như thế này. Thì từ đó khi mà các bạn mà nhìn lá, các bạn nhìn lá không quen á, thì các bạn cũng biết được tùng bông hay tùng trái. Bởi vì khi mà cây tùng trái á, nó có trái, nhưng nó chín, nó rụng, nó không có để là những cái sẹo trên cái nách lá. Còn cái cây tùng bông á, khi mà nó chín á, cái bông của nó nở rồi, nó khô, nó rụng, thì bao giờ cũng vậy, trên cái nách lá của nó để là những cái vết u sần như thế này. Thành ra chúng ta nhìn vô chúng ta rất là dễ biết. Và đồng thời nếu mà các bạn mà tinh mắt á, các bạn không cần nhìn kỹ, nhìn lướt qua các bạn cũng biết. Bởi vì cây tùng bông á, cái lá nó thon, nó dài, và đồng thời giữa cái mắt lá, nách lá thứ một với lá thứ hai nó cách khoảng nhau, nó không có nhặt như cây tùng trái. À, thấy bông quá trời bông các bạn, từ chùm một đù mà quá trời rồi các bạn. Đây nè các bạn, thoạt nhìn thì các bạn tưởng đâu nó là lá ha. Nói chung là tùng bông tùng trái gì nó cũng có cái nét đẹp riêng của nó. Có người thì thích bông, thì có người thì thích trái, các bạn thấy không. Bởi vì hôm nay cho các bạn xem nguyên cái tác phẩm này của tôi nè, bông quá trời bông luôn nè, để cho các bạn thấy là để có nhiều bạn nhìn nó lác đác một vỉa bông á, nó chưa có phô diễn hết cái nét đẹp của nó. Khi mà các bạn chăm sóc tốt á thì nó sẽ ra bông nhiều như thế này. Nè, nguyên một chùm nữa các bạn. Hôm vừa rồi tôi con lá nó nè, tôi con lá nó ra, sau năm nay bông nó nhiều á. Mỗi năm thì nó cũng có bông mà nó không có dày đặc như năm nay đâu. Năm nay sao mà nó nhiều dữ vậy thằng, các bạn thấy không, nó bung nè. Nó bung ra thấy không? Mai hôm vừa rồi là mình đã cắt, không biết là do mình bấm ngọn nó vô đúng cái thời điểm nó ra bông nhiều hay là sao thì tôi cũng không rõ lắm. Tại vì lúc trước tôi cũng bấm ngọn mà nó ra bông ít lắm, không có nhiều gì đâu. Nhìn cũng đáng yêu các bạn ha. Đây tùng thì rất là dễ trồng. Các bạn trồng ở dưới, người thường thường là ở vùng mà nông thôn thì người ta mà trồng tùng để kinh doanh á, thì người ta đưa xuống luống các bạn, người ta đưa xuống luống, người ta trồng dưới đất, thả đất, người ta nuôi. Khi mà cái tùng nó đạt đến cái độ, cái hoành của nó đến cái độ nhất định rồi á, thì người ta sẽ sạc ngọn, bắt đầu người ta bứng vô chậu người ta nuôi lại để cho nấm tàn, là bắt đầu người ta lại tung ra thị trường người ta bán. Cây này các bạn hay nhìn có nhiều cái vẻ móc meo đây là tôi cố tình tôi để rong rêu như thế này, không ảnh hưởng gì nó đâu các bạn thấy rong không. Cây là cái thân rong rêu. Cây này thì lâu lắm rồi, được dưỡng chậu lâu lắm rồi, thành ra các bạn thấy không, trên cái thân cây nó không còn có vết sẹo nữa. Đó, khi mà cái nó đã liền sẹo rồi nè, các bạn thấy không, những cái sẹo này nó đã liền rồi nè các bạn, liền sẹo nè, sẹo ngọn nè, ngọn nó cũng đã liền luôn nè. Đó, đây nè, đây đó các bạn, đó liền lên ha. Vạn niên tùng ở miền phía Bắc á, thì các bạn gọi đó là cây tùng La Hán. Đây cho các bạn xem tổng về cái cây ha, tổng quát cây luôn đây các bạn. Tùng thì nó ăn phân nhiều ha, các bạn cho nó ăn phân nhiều vô
ăn phân định kỳ là mỗi một tháng thì các bạn cho bón phân cho nó hơn một lần. Mà chú ý ha, các bạn bón phân, cái nguồn phân chính là mình cho năng hữu cơ ha, các bạn đừng có cho năng vô cơ NPK nhiều. Các bạn cho nó NPK nhiều á là nó sẽ dễ bị hư cái bộ rễ đó lắm. À, cây này hiện tại bây giờ nó đang phun bông rất là đẹp. À, nếu mà nuôi thêm nè, nay mới chọi non nó lên nè. À, nuôi thêm khoảng chừng một tháng thôi là mấy cái chọi non nó lên, nó sẽ ấm cái tàn lại. Thì khi mà tỉa cây á, tỉa cây thì nó có hai cái dạng tỉa. Cái dạng tỉa cây để mà nuôi cây thì các bạn chỉ hớt nhẹ nhẹ các bạn rong ở trong phần trong hoặc những nhánh không cần thiết. Còn nếu mà hạ tán cây cao quá, các bạn hạ tán lại để cho khi mà nó phát triển thì nó giống như cái phơm ban đầu, thì các bạn phải xuống mạnh tay một chút. Cũng như cây này các bạn thấy không, tôi rất là mạnh tay luôn. Các bạn mới vừa nhìn các bạn thấy nó không đẹp, nó trơ trụi, nó không đẹp, nhưng mà khoảng chừng một thời gian sau, tầm chừng 3 tháng là các bạn sẽ thấy nó ấm tàn, nó trả về cái hiện trạng ban đầu của cây rất là đáng yêu. Ủa, cái bông các bạn thấy không, bông nè. Đó, chờ bông nè. Bông chi chích bông luôn thôi à. Chi chích bông các bạn thấy không? Chi chích bông luôn. Trên cái ngọn nè. Ngọn lúc trước nó nguyên chùm, nó rậm, nó cao vậy nè. Nó cao lắm nè. Các bạn tôi cắt, tôi xả, tôi chừa một ngọn nè. Từ từ tôi sẽ nuôi lại. Yêu ha các bạn ha. Nó thường có rầy nha, cái cây này nó thường có cái rầy hay rệp gì nó bám vô cây á, các bạn theo dõi các bạn phun ha. Tôi thấy một số nhà vườn người ta dùng vôi các bạn, người ta quét vô gốc á để người ta chỉ cái rệp á. Còn cái này là nó bị nấm rêu á, nấm mà nó rêu nè, nó bị rêu bám, nhưng mà rêu bám cũng không sao. Rêu bám mùa mưa này nó không khí nó ẩm á, rêu nó bám nhiều, nhưng mà nó bám vô cây thì nó đẹp có cái gì đâu. Rồi mùa hè mà nắng nực á, nóng nực á thì rêu nó sẽ không mọc nữa. Nè các bạn thấy không? Đây. Đó. Gốc này cũng đẹp các bạn ha, gốc này mà nó có thêm một cái bộ rễ buông đây nó hết sảy luôn. Đây cái hành đó này. Khá bự nè các bạn thấy không, đây nè các bạn nè. Bông cần quá. Rồi thôi, hôm nay tôi làm cái clip ngắn thôi, chia sẻ với các bạn cho mình thấy cái tùng nó đẹp quá, tức cảnh thì sinh tình. Tôi cũng làm clip tôi chia sẻ cùng các bạn, để có nhiều bạn mà chưa có phân biệt được cái tùng bông với cái tùng trái, hoặc là các bạn chưa thấy cái nét đẹp phô diễn hết cái vấn đề tùng bông và tùng trái, thì cái cây tùng này khi mà các bạn nhìn rõ cái bông của nó, nếu mà các bạn chăm sóc tốt, bạn nào thích tùng bông thì các bạn cứ sở hữu cho mình cây tùng bông như thế này ha. Các bạn chăm sóc tốt thì nó sẽ nở bông như thế này đây, cũng tôi thấy là cũng là rất đáng yêu. Bông và trái thì mỗi một cây nói chung là nó đều có cái nét đẹp riêng của nó, cây nào nó cũng đẹp hết, không có cây nào xấu hết trơn các bạn. Đến đây phải nói là chia tay với các bạn rồi. Rất rất cảm ơn các bạn dành thời gian với báo để xem hết clip ngắn ngủi này. Hẹn gặp lại các bạn trong những lần phát sóng kế tiếp.